Audio Hà Nội TV xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày nay, nhu cầu sử dụng power âm ly kết hợp với pre âm ly ngày càng được nhiều người lựa chọn để xây dựng hệ thống âm thanh từ nghe nhạc đến xem phim. Chiếc power âm ly có nhiệm vụ quan trọng trong việc nhận tín hiệu từ pre âm ly và khuếch đại tín hiệu lên mức cao nhất đến loa, đảm bảo các trải nghiệm nghe hoàn hảo nhất. Thương hiệu Audia Flight đã tạo ra rất nhiều mẫu power âm ly chất lượng cao, đều được sản xuất thủ công tại cơ sở của hãng nằm ở thị trấn Civita Vecchia. Dòng Strumento là dòng âm ly đầu bảng của Audia Flight. Sau hơn 4 năm kể từ ngày Strumento xuất hiện trên thị trường năm 2017, với mục đích đem đến những trải nghiệm cao cấp từ dòng Strumento đến với phần đông giới audiophile hơn, nhà sản xuất đến từ nước Ý đã tiến thêm một bước xa hơn khi tạo nên dòng SLS. Trong chương trình ngày hôm nay, Audio Hà Nội TV sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc power âm ly Audia Flight SLS-4, minh chứng cho sự thành công của dòng sản phẩm mang tên SLS. Xin chào các bạn, Audia Flight SLS-4 là chiếc power arm mang đậm phong cách thiết kế của Audia Flight, từ dáng vẻ bên ngoài cho đến chi tiết bên trong. Vẻ bên ngoài của SLS-4 khá độc đáo, không giống với bất cứ sản phẩm nào hiện đang được Audia Flight sản xuất. Nhìn bên ngoài, Audia Flight SLS-4 không nặng nề như Audia Flight Strumento Note 4 MK2 mà nhỏ hơn khá nhiều, giống như SLS-10. Toàn bộ thân máy được làm bằng hợp kim nhôm siêu cao cấp, nhìn giống như một chiếc hộp nhôm cỡ lớn được bọc kín bốn mặt, chỉ để lộ hai cạnh sườn với những tấm tản nhiệt lớn. Bề mặt khung máy được mài mịn và đánh bóng một cách cẩn thận bằng tay. Và hiện tại, chiếc power âm ly này được giới thiệu ra thị trường với hai phiên bản màu sắc là màu đen và màu trắng bạc. Đây đều là những màu sắc hiện đại và dễ dàng hòa hợp với mọi không gian nội thất. Audia Flight SLS-4 sở hữu cho mình một vóc dáng gọn gàng, không cồng kềnh, không cao lớn như các sản phẩm của dòng Strumento Series với kích cỡ 3 chiều, chiều cao 180mm, chiều dài 450mm, chiều rộng 440mm và cân nặng là 34kg. Đây không phải là một kích thước quá lớn để gây khó khăn cho việc di chuyển và lắp đặt sản phẩm. Mang phong cách thiết kế đơn giản, mặt trước của chiếc power âm ly Audia Flight SLS-4 chỉ có một nút on phía dưới màn hình. Bên cạnh đó có tên hãng in ở góc dưới bên trái mặt trước và logo của hãng ở nắp máy. Mặt sau của Audia Flight SLS-4 cũng giống như Strumento Note 4 MK2, có các đầu vào XLR, RCA và đầu ra gồm 4 cọc loa đã được chia thành hai dãy tương ứng với hai kênh trái, phải. Sự đơn giản chính là yếu tố chung giữa Strumento Note 4 MK2 và SLS-4. Audia Flight SLS-4 là chiếc power arm 2 đường tiếng với công suất cực mạnh, có thể phối ghép với bất cứ bộ loa nào mà vẫn đảm bảo được chất lượng âm thanh. Công suất đầu ra của SLS-4 ở các mức trở kháng 8 ohm, 4 ohm, 2 ohm lần lượt, 200W, 380W và 700W. Cũng giống như chiếc power âm ly Audia Flight Strumento Note 4 MK2, người sử dụng sẽ thấy mạch điện tử được thiết kế dạng cân bằng hoàn toàn, làm nên từ những linh kiện cao cấp vốn đã trải qua quá trình lựa chọn nghiêm ngặt. Cấp điện cho thiết bị là một bộ nguồn chính với kích thước khổng lồ và mang trở kháng siêu thấp, sử dụng 16 tụ nguồn. Mỗi tụ có điện dung là 18.000 microfarad, 50V cực kỳ mạnh. Với số tụ này, chỉ riêng trên nguồn chính, tổng điện dung đã lên tới 288.000 microfarad. Nguồn cấp này được đặt tách riêng khỏi mạch audio để phát tán mọi rung chấn từ biến áp xuống đất nếu chúng xuất hiện. Mạch của Audia Flight SLS-4 được làm rất giống với Audia Flight Strumento Note 4 MK2. Audia Flight thiết kế mỗi kênh một nguồn cấp điện với dòng siêu cao và 4 tầng độc lập cho từng kênh, gồm 2 tầng đầu vào và 2 tầng hồi tiếp dòng. Nguồn điện cho tầng khuếch đại được thiết kế để mức nhiễu ồn gây ra chỉ ở mức siêu nhỏ. Bộ lọc cho tầng được làm từ mạch chỉnh lưu, có tốc độ cực nhanh và tụ điện có trở kháng cực kỳ thấp. Tầng khuếch đại của âm ly do chính Audia Flight thiết kế được xếp trong một khoang nhỏ bằng nhôm để giữ cho các mạch của tầng khỏi tác động của nhiễu và giữ ổn định nhiệt cho linh kiện. Sau khi lắp đặt các linh kiện của tầng khuếch đại, khoang chứa tầng này sẽ được hàn kín bằng nhựa epoxy.
Hơn nữa, một biến áp xuyến điện áp 15V dùng cho mạch điều khiển Rorik và mạch bảo vệ trong khi tầng đầu ra được cấp điện nhờ một biến áp audio hình xuyến có điện áp khá lớn lên tới 2000V được trang bị cho chiếc Powerly Audio Fry FLS4 này đã cung cấp nguồn điện mạnh mẽ và cải thiện chất lượng âm đáng kể. Bên cạnh đó, các mạch chỉnh lưu siêu nhanh có thể được dùng để thay thế cho cầu chì để điều khiển nguồn cấp điện tầng đầu ra vì cầu chì giống như một điện trở và có thể ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng âm thanh. Thưa quý vị, với mức giá hơn 10.000 đô, Audiofly FLS4 mang đầy đủ dáng dấp, tính năng của một thiết bị âm thanh đắt tiền. Audiofly FLS4 sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những người có chi phí eo hẹp, muốn được thưởng thức chất âm tuyệt vời từ một sản phẩm của hãng sản xuất âm thanh Audiofly. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Audio Hà Nội TV.